Năm 2024 thì nâng cấp gì anh em? Đây. Một đây nguyên bản của chiếc xe GS54 vừa mới xuất xưởng đi ra và đã làm bên qua bên em làm full tất cả các dịch vụ. Thứ nhất để bảo mặt sơn này. Đây thì chiếc xe này anh em có thể thấy nhìn quay qua như thế này thì coi như là không nhìn thấy gì, nhưng mà chiếc xe này đã được trang bị một lớp giáp PVF để bảo vệ nguyên cái bề mặt sơn này cho rồi. Đây anh em có thể thấy đây này. Khi đây là PVF bậc chân này. Thì anh em qua video anh em có thể thấy đây là nó dán thì và gần như là không dán và rất là thẩm mỹ. Và cái này chống xước cực kỳ hiệu quả cho anh em. Và cái này nó sẽ tự phục hồi vết xước nhá. Còn đây là bề mặt ngoài thất sẽ được dán toàn bộ lại rồi. Đấy. Còn đối với phần kính thì được chiếc xe này được trang bị một bộ phim cách nhiệt 3M Crystalline hàng cao cấp nhất của 3M hiện tại. Đấy. Trải sàn da thì là trải sàn da của Lavo. Đấy. Đúng theo từng chân ốc và cái này nó sẽ là đang là cái dòng sàn tốt nhất trên thị trường hiện nay. Và tiếp theo trang bị cho chiếc xe này một bộ áp suất lốp của IK. Đấy. Nó mặt trời, lắp kia thì lúc nào cũng có cảnh báo cho anh em. Một bộ Android Book của ZTEC cắm vào màn hình zin để biến màn hình zin thành màn hình Android. Nguyên một bộ camera hành trình 70mm A500S ghi hình cả trước cả sau, đảm bảo anh em di chuyển trên được. PVM nội thất dán full hết luôn đấy cho anh em. Anh em có thể thấy đấy, nguyên một cái combo cho dòng CX5 này và một cái chi combo như này rất là hợp lý để anh em nâng cấp bảo vệ cho toàn diện cho chiếc xe của mình và chính sức khỏe, lo lắng sức khỏe của mình khi mà đi trên đường đấy. Còn anh em nào muốn nâng cấp full như chiếc xe này đến ngay với Akala Thái Nguyên anh em nhé.